viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay sức khỏe cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi hoàn toàn hồi phục, hai bé hoạt bát lanh lợi và ăn ngủ tốt. Vào sáng nay, hai bé có thể tự ngồi dậy và cười tít mắt khi các y bác sĩ pha trò. Đặc biệt, chị Trúc Nhi còn rất thích chơi trò ú à với các điều dưỡng sau mỗi cữ sữa. Em Diệu Nhi thì liên tục lắc lư đôi bàn tay theo từng giai điệu bài hát của các cô. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tần sinh môn. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.